nằm cách thị xã Tân An chừng 50 km, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, có một điểm quen thuộc được người dân địa phương và du khách gần xa biết tới với hơn 1.000 hectare diện tích. Đó chính là Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp 10, nơi bảo tồn, nghiên cứu và phát triển hơn 80 loài dược liệu, nơi sản xuất những sản phẩm thuốc và sản phẩm gia dụng lành tính. Đến với nơi đây, ngồi trên chiếc xuồng len lỏi qua những rặng tràm, ngắm nhìn cánh cò bay thẳng cánh, nét đẹp của một gốc Tây Nam Bộ làm nao lòng du khách. Và ở đó, du khách sẽ có cơ hội để đón nhận những kiến thức bổ ích, những trải nghiệm hấp dẫn, những giây phút khó quên. Trong chương trình kỳ này, hãy cùng hành trình khám phá phương Nam, khám phá Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp 10 nhé! Sau khi đặt chân đến huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, du khách tiếp tục lên một chiếc xuồng băng qua kênh rạch dài để tới điểm đến đã định. Hàng cây cứ nối tiếp nhau tạo thành một tường thành bao bọc báu vật tràn gió. Ngồi trên xuồng, du khách được ngắm nhìn những rặng cây xanh tươi mát rượi, những cánh chim lạ lướt bay, tận hưởng không gian sảng khoái của nước, gió hòa quyện với nhau. Chẳng mấy chốc, du khách đã đến với Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp 10. Hello, xin chào. Xin chào các bạn. Đây không phải Canada, đây là Việt Nam và chính xác đây là khu bảo tồn du lịch dược liệu Đồng Tháp 10. Xin chào đến với chương trình khám phá phương Nam. Hôm nay mình sẽ được tìm hiểu và biết về dược liệu ở Việt Nam. Mọi người đi khám phá cùng Jesse nha. Chào anh. Anh ơi, ở đây rất là, chỗ này rất là thoải mái. Đây là khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp 10. Dựa trên khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp 10, chúng tôi xây dựng một khu du lịch tên là khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận. Cánh Đồng Bất Tận. Đúng rồi. Yeah. Thường Jesse hay là những du khách đến đây cảm thấy thoải mái là vì ở đây là rừng tràm nguyên sinh. Thì rừng tràm là một loại rừng hấp thu CO2 và thải ra oxy nhiều nhất, nên chúng ta có rất nhiều oxy và chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, sảng khoái. Đó là chúng ta ăn ngon, chúng ta thấy ngủ ngon. Đó là lý do mà tại sao ai cũng thấy thoải mái dễ chịu. Ở đây là Jesse mới biết từ dược liệu. Thì tại đây chúng ta có nhà máy Mộc Hoa Tràm, là nhà máy tạo ra thuốc từ dược liệu. Chúng ta tạo ra những cái thực phẩm bổ sung uống hàng ngày để mà ngăn ngừa những cái bệnh, tạo ra những cái sản phẩm sử dụng hàng ngày trong gia đình, cà phê chúng ta uống. Anh nói về cà phê dược liệu. Đúng. Và đó làm em rất là bất ngờ. Mà bởi vì em chưa thấy bao giờ anh có thể pha trộn là thuốc và cà phê á. Anh có thể nói chuyện về cái đó một chút được không? Ví dụ như hôm nay mời Jesse uống cà phê nhân sâm, là nó từ cà phê mình phối với nhân sâm. Chúng ta uống tăng cường sức đề kháng, sảng khoái trong một ngày mới bắt đầu. Cà phê ginseng, sâm. Đúng rồi, cà phê ginseng, cà phê dược liệu. Ồ, ngon lắm. Không cần, Jesse thấy không cần đường bởi vì có một gia vị gì đó. Đặc biệt là sen trắng. Cái sen trắng là một cái vùng mình trồng đây. Lá sen có là một cái lượng dược liệu mà khi chúng ta làm thuốc, khi chúng ta uống như trà này hàng ngày, thứ nhất là nó hạ được cholesterol, hạ được cái mỡ trong máu, mà đồng thời tối chúng ta ngủ đem lại những giấc ngủ rất là êm dịu. Và đặc biệt ngon nữa phải không? Đúng rồi, ngon sạch mà nghe thơm, mà nghe nó tươi xanh lắm. Hoa sen rất là đặc biệt đúng không? Rất là đẹp. Đến với nơi đây, Jesse Peterson được thưởng thức những món thức uống được pha chế đặc biệt như cà phê dược liệu, trà dược liệu. Rồi bây giờ là mình đi đi tham quan nha, đi khám phá. Đi khám phá. Ok. Trải nghiệm. Không chỉ vậy, anh còn được ông Bùi Đức Thắng, giám đốc trung tâm, dẫn đi tham quan, tìm hiểu về các loại dược liệu ở đây. Hôm nay khi bạn đến đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái loại cây
đó là cây bụt giấm. Hay cây bụt giấm là một cái cây người ta gọi là artiso đỏ. Cây bụt giấm là cây đã đặt. Mời bạn lại xem cây bụt giấm. Wow, cây bụt giấm lắm. Đúng rồi, tức là cây bụt giấm để tôi bẻ một cái. Giống như là lòng á, gì? Đây, mình sẽ ăn á là cái lòng thuốc, mọi thứ từ cái đài. Ăn được không? Được, được, ok. Chua. Nó có rất nhiều vitamin C. Nhiều beta carotene. Đây là một chất chống oxy hóa hiệu quả. Và đặc biệt chúng ta chỉ ăn cái đài, chúng ta bỏ cái chúng ta ăn cái đài bên ngoài thôi. Cái trái này chúng ta sẽ bỏ. Sau chỗ này là anh có thể giới thiệu những loại cây và người du lịch hay sao? Thì ở đây chúng ta có hơn 83 loại gen khác nhau được bảo tồn. 83 loại. Wow. Để phát triển và gìn giữ. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi có thể là hơn 83 rồi. Trong hơn 1.000 hecta đất của trung tâm có 25 hecta trồng lưu giữ nguồn gen các loại thuốc quý như hà thủ ô, bụt giấm, đinh lăng, tràm úc, kim tiền thảo. Hơn 83 loài thực vật được sưu tầm từ nhiều nơi trong nước cũng như nước ngoài. Jesse đã không khỏi kinh ngạc vì sự đa dạng, phong phú của nguồn dược liệu ở Việt Nam nói chung, khu bảo tồn này nói riêng. Cây nhậu là loài thuốc quý, không chỉ được sử dụng trong dân gian mà còn được ứng dụng trong y học hiện đại. Từ rễ, lá, vỏ, thân và quả nhậu đều có dược tính và được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như tiểu đường, đau mỏi xương khớp do phong thấp, tụ máu do chấn thương, huyết áp cao. Nhậu là dược liệu lành tính nên khi thu hoạch, Jesse có thể ăn thử ngay tại chỗ. Anh cái này hình như hơi nguy hiểm đó. Rồi không sao, mời Jesse qua cầu khỉ. Cái cầu khỉ này không sao, cái cầu này chịu được 100 kg rồi. Okay, cảm ơn. Cứu em. Cứu em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thăm các bạn đang hái nhào. Thì muốn Jesse trải nghiệm. Đây là những cái trái nhào chính mà chúng ta phải thu hoạch. Đó, bạn thử bạn hái. Thì cái này là chín mọng trắng là chín. Vậy nó coi là gì anh? Đó là trái nhào. Người ta nhào nước noni. Noni. Nước noni thì bạn bước qua đây. Nó ngon không? Ngon, bạn phải ăn thử mới biết nó ngon. Tôi sẽ mời. Đó, cái trái này là chín nhưng mà nó chưa chín lắm, nó màu trắng nhưng mà chúng ta vẫn thu hoạch. Nhưng mà tôi sẽ lựa cái trái nó chín mà mềm để mà bạn sẽ thưởng thức thử để chúng ta sẽ biết được trái nhào nó như thế nào. Rồi em ăn nha. Ăn được không? Ăn được. Anh cái này không ngon lắm. Đúng rồi, nó có mùi khai nhưng mà nó có tác dụng trị bệnh, đặc biệt là những cái bệnh khớp, bệnh gút, đặc biệt cái nhào nó lại tăng sức đề kháng cơ thể mình. Okay, so tốt cho sức khỏe phải không? Tốt cho sức khỏe. Nó là một loại cây mà đối với người nước ngoài, tôi thấy gần như người ta nói là uống nước noni là trị bỏ bệnh. Nó làm từ cây nhào, do đó chúng tôi làm ra nhiều sản phẩm từ cây nhào cũng để trị được rất là nhiều bệnh. Để tôi sẽ hái cho bạn cũng như mời bạn tham gia hái cùng các bạn ở đây. Ở đây chúng tôi có nhiều khu và chúng tôi trồng hơn 3 hecta rừng nhào. Anh ok, anh ổn không? anh ổn. Nào để cho thank you. Đi qua. Anh thử đi. Ok. Kịch mạnh xuống. Kịch xuống. Đó. Wow. Cái này vui phải không? Phá hoại. Nhìn mất chơi. Nếu anh làm lâu á
anh được 20 nghìn được không? 20 nghìn. Mua cà phê. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Được không? Được. Ok, đừng lưu ai nha. Đối với một người nước ngoài như Jesse Peterson, y học cổ truyền Việt Nam luôn có sự huyền bí đến kỳ lạ, kích thích trí tò mò của anh. Chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Dược liệu Đông Tháp 10 này đã giúp anh lý giải được những thắc mắc trong suốt nhiều năm sống và làm việc ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trải nghiệm ở Trung tâm Bảo tồn này chờ đón Jesse ở phía trước. Hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Khám phá Phương Nam vào lúc 19:35 tối Chủ nhật trên kênh VTV9.